Thưa quý vị, trong khi chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên cả nước đang mang đến sự đổi thay mạnh mẽ đối với diện mạo và cuộc sống của người dân nông thôn, thì tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, không ít hộ dân cũng đang phải thay đổi cuộc sống bởi xây dựng nông thôn mới nhưng mà lại theo một hướng hoàn toàn ngược lại, đó là đi xuống. Vâng, và những cách làm không giống ai của chính quyền cấp xã và một số thôn ở địa phương này trong xây dựng nông thôn mới đang khiến nhiều người dân bức xúc và không còn hứng thú đối với chương trình quan trọng và ý nghĩa này. Đây là tuyến đường giao thông xây dựng theo chính sách nông thôn mới ở thôn Tân Lì, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, nó khác hẳn với hàng trăm, hàng ngàn con đường giao thông ở nông thôn mới khác trên khắp cả nước. Bởi vì con đường này được làm nên từ niềm vui và cả sự phẫn nộ của người dân địa phương. Khi nói đến con đường bê tông này, người dân thôn Tân Lì lại cảm thấy thật tự hào vì nó được xây dựng trong tình đoàn kết của những người dân quê nghèo. Nhưng bà con cũng thấy thật bức xúc vì cũng từ đây nhiều việc làm khuất tất của những người có trách nhiệm bị phơi bày. Đây là bản hợp đồng được ký kết giữa Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy, chính quyền thôn Tân Lì và nhà thầu về việc xây dựng tuyến giao thông nông thôn mới chạy qua địa bàn thôn Tân Lì. Theo hợp đồng đã được ký kết thì con đường này dài 1.000 mét với tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Khi là ra xã trên với cán bộ xã chủ tịch xã tại sao là con đường 590 mét thì là xã hợp đồng ra 1.000 mét thì ông chủ tịch trả lời là đó là dự toán chứ không phải là hợp đồng. Thì ông phải trả lời đây hai chữ hợp đồng rõ ràng rằng anh nợ dự toán được ghi tiền vào trong dân trong đó là 1 tỷ rồi rằng anh nợ không phải được. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, người dân thôn Tân Lý đã cùng nhau phản đối và việc thi công con đường phải dừng lại. Sau đó chuyển cho người dân tự giám sát xây dựng. Sau 23 ngày, công trình đã hoàn thành và số tiền mỗi hộ dân phải đóng cho quỹ xây dựng chỉ 400.000 đồng một khẩu, thay vì dự toán trước đây của chính quyền xã và thôn là 1,8 triệu đồng trên một người. Thì vừa rồi về làm thì là thôn với nhà thầu thống nhất làm biên bản hợp đồng xong lên xã để ký. Thì đây là sơ suất của đồng chí chủ tịch, chứ nó không có ai mà là thẩm định xem xét đáng lý ra. Khi kiểm tra hợp đồng ký thì đồng chí chủ tịch xem xét đúng các điều khoản được ký, nhưng mà do sơ suất đồng chí chủ tịch là ký xác nhận với cái biên bản hợp đồng như thế thôi. Hết bức xúc là đến lo sợ. Nhiều hộ dân nghèo ở xã Tân Thủy giờ đây cứ nhắc đến quỹ xây dựng nông thôn mới là lại hoang mang. Theo quy định của chính quyền địa phương, không chỉ hộ nghèo mà thậm chí những trường hợp ốm đau hay thiểu năng như em bé này phải nộp quỹ xây dựng nông thôn mới với mức đóng như nhau. Chưa có trường hợp nào là đề nghị với xã để miễn giảm, hoặc cũng chưa có trường hợp nào là đề nghị với là thôn miễn giảm mà anh em không miễn giảm vào. Còn tất cả những trường hợp mà sẽ thấy khó khăn đề nghị lên là thôn đều là miễn giảm vào. Tại vì họ miễn giảm gì thế thì buộc em phải nộp thế. Chứ còn đúng ra cái này là em có trao đổi trực tiếp với thôn đường luôn, chứ không phải là em nói trừ thôn luôn, em nói trực tiếp với thôn đường luôn. Em là không phải tự nguyện, nhưng mà giống như họ nói quá là giống như họ nói là đẻ con ra là phải có trách nhiệm nuôi con. Rồi họ nói là không, nếu mà không nộp thì là chuyển hộ khẩu lên trên tế đi. Mà nếu không thì ví dụ không nộp thì mai sau anh chết thì mình răng. Kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình xây dựng nông thôn mới và kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cho thấy những tố cáo của người dân thôn Tân Lì đối với việc làm sai trái của Ủy ban dân xã Tân Thủy trong xây dựng đường nông thôn mới là đúng. Việc huy động người dân đồng tiền xây dựng nông thôn mới cũng tồn tại nhiều bất cập. Kết luận là vậy, nhưng hiện tại người dân xã Tân Thủy vẫn đang phải tiếp tục công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương dưới sự chỉ đạo điều hành của những người mà họ đã mất lòng tin.